Hai em chào mừng anh em quay trở lại với một video khác của Tinh Tế. Trên tay của mình hiện tại đang là hai chiếc máy medium format của nhà Fuji. Bên trái của mình là một cái chiếc GFX100S mà Tinh Tế sử dụng chụp sản phẩm cho khác tên. Tinh Tế đã sử dụng chiếc máy này được 2 năm rồi, và bên phải là một cái chiếc máy rất là mới tới từ nhà Fujifilm. Nó có tên là GFX100 Mark 2. Mình đã có một vài bài viết về chiếc máy này rồi, nhưng mà hôm nay mình mới được cầm trải nghiệm nó kỹ hơn một mình nó ở Tinh Tế để có thể chia sẻ với anh em nhiều hơn về chiếc máy này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tháo cái phần cảm biến của nó ha, để chúng ta xem thử là cái cảm biến medium format mới này của Fujifilm nó khác gì cái cảm biến medium format cũ. Cả hai cái đều cùng có số chấm là 102 megapixel và nó đều cùng là cảm biến BSIC mode, nhưng mà mình thấy nó cũng không có khác biệt gì quá nhiều, cũng là ngàm gờ và cũng là cái chân tiếp xúc đó. Nhưng mà Fujifilm hứa hẹn là cho chất lượng quay phim cũng như là chụp hình tốt hơn. Có một cái khác đó chính là khả năng chống rung, thì cái chiếc máy mới này nó có khả năng chống rung lên tới 8 stop lận, cho nên là đây cũng là một trong những cái cải tiến mà hầu như là ở trên thị trường không có một cái chiếc máy medium format nào nó có thể đọ lại được với sức mạnh của chiếc GFX100 Mark 2 này. Cái điểm tiếp theo mà mình muốn nói tới khi mà cầm cả hai chiếc máy này trên tay là anh em có thể thấy là cái chiếc GFX100 Mark 2 này nó cho lại một cái kích thước lớn hơn khá là nhiều nếu mà chúng ta so với GFX100S. Thì chữ S đây nó có nghĩa là bản small, bản nhỏ, nếu mà so với lại chiếc GFX100 đời đầu á. Cái chiếc GFX100 đời đầu nó có một cái bán cầm rất là lớn để chúng ta khi mà quay dọc cũng có thể cầm chụp được và quay ngang cũng có thể chụp được. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì nếu mà anh em sử dụng mà mua về mà không phải đắn đo quá nhiều mà so cái mức PP ấy, tức là Price and Performance đó, thì cái chiếc GFX100S vẫn là một cái sự lựa chọn ưu tiên hơn. Còn bây giờ thì chúng ta đã có GFX100 Mark 2. Về phần nhìn bên ngoài thì màu sắc của cả hai máy nó cho thấy sự khác biệt khá là rõ hơn, trong khi là GFX100 Mark 2 này nó thiên về cái màu xám và nhìn nó trẻ trung, nó năng động hơn với những cái lớp da nó được làm họa tiết sọc hình boomerang. Thì cái chiếc GFX100S này nó thiên về cái sự cổ điển hơn, nó là một cái màu đen tuyền và cái phần da bên ngoài của nó được làm đúng theo cái kiểu da giống như là những cái chiếc máy ít mà crop của Fujifilm ha. Và có một điều khác biệt nữa là anh em sẽ thấy cái phần IVF ở phía trên này, cái chiếc GFX100S nó không thể tháo rời ra được, trong khi cái chiếc GFX100 Mark 2 á thì nó giống như là cái chiếc GFX đời đầu, tức là chúng ta có thể tháo nó ra được. Ở bên này nó có hai cái phần nút nhấn, anh em chỉ việc bóp nhấn giữ nó rồi sau đó chúng ta tuột nó ra là đã có thể tháo được cái phần IVF này rồi. Sẵn tiện đang nói về IVF thì cái IVF của chiếc máy mới nó có 9,44 triệu điểm ảnh, trong khi cái IVF của cái chiếc máy cũ này nó chỉ có 3,69 triệu điểm ảnh thôi, và đó gần như là một cái sự khác biệt rất là lớn khi mà anh em nhắm vào, nó lên tới gần gấp 3 lần. Có một số người quan niệm rằng là những chiếc máy lớn giống như là chiếc GFX này thì họ sẽ không dùng để chụp đường phố, chụp những cái vật thể chuyển động quá nhiều, cho nên IVF nó không quan trọng. Và có lẽ vì nguyên nhân đó cho nên là Fujifilm trong cái đợt mở bán hàng đầu tiên họ tặng những cái sợi dây theater giống như thế này, những cái sợi dây USB-C màu cam ha, để anh em có thể kết nối thẳng để xuất trực tiếp ra màn hình, có thể xuất trực tiếp ra laptop để chúng ta sau khi chụp xong thì có thể cùng với mẫu hay là cùng với các nhãn hàng, các bên đối tác có thể xem hình trực tiếp ngay ở trên máy tính luôn. Thì đó là một trong những cái thứ mà Fujifilm họ hợp tác với lại Capture One rất là lâu rồi để tạo ra những cái bước tiến như vậy dành cho những cái sản phẩm đầu bảng của họ. Kỹ hơn một chút về sức mạnh bên trong thì cái chiếc GFX100 Mark 2 này nó có khả năng chụp được 8 FPS, tức là anh em có thể chụp được 8 khung hình trong một giây. Một con số nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng mà đối với một chiếc máy có cái cảm biến medium format thì thực sự đó là một con số rất là lớn, trong khi cái chiếc GFX100S đời cũ này nó chỉ có khả năng chụp 5 FPS mà thôi. Chưa hết thì cái ISO thấp nhất ở cái chiếc máy cũ nó chỉ rơi vào khoảng 100, còn chiếc máy mới này anh em có thể down nó xuống 80 ISO và chúng ta có thể hạ hết mức có thể là ở mức 40 ISO, là một con số khá là thấp. Ở trong cái buổi ra mắt sản phẩm của mình thì Fujifilm cũng có trình diễn những cái bức ảnh mà họ kéo ISO thấp tới mức tối đa để chúng ta xem cái chất lượng của nó như thế nào. Ngoài ra về mặt tốc độ thì ở màn cập cơ anh em có thể chụp nhanh nhất là 1 phần 4.000 trên một giây. Cái chiếc máy cũ cũng có khả năng làm được chuyện đó, nhưng mà cái màn chập điện tử là một cái vấn đề khác, trong khi cái chiếc GFX100S này nó chỉ có khả năng chụp nhanh nhất là 1 phần 16.000 giây, thì cái chiếc máy mới này nó có thể chụp được 1 phần 32.000 giây, một con số nhanh gấp đôi luôn ha.
Còn về thành phần cuối cùng thì Fujifilm họ nói là họ đã cải thiện phần mềm để cho cái khả năng chụp của cái chiếc máy mới này nó chụp được lâu hơn, vẫn là viên pin NPW235 giống như cái viên pin trên X2S, thì anh em vẫn sử dụng cái viên pin này dành cho những cái máy crop cũng như là máy medium format của Fuji, nhưng mà chiếc máy mới này có thể chụp được theo mình nhớ là 540 bức hình, trong khi những cái chiếc máy cũ như là cái con 100S này thì nó chỉ chụp được 460 bức hình mà thôi, một con số cũng khá là lớn cách biệt nhau mặc dù dùng chung một viên pin. Thì mình sẽ thử nghiệm xem là khi đi vào thực tế thì khoảng cách về phần mềm nó có sự khác biệt như thế nào. Là một trong những cái cải tiến lớn nhất mà mình có thể thấy được ở trên GFX 100 Mark II, đó chính là anh em không phải sử dụng hai chiếc thẻ SD nữa, mà bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng một thẻ SD và một thẻ CF Express Type-B. Phía bên trên thì anh em có thể thấy là chúng ta vẫn có một cái màn hình, nhưng mà ở trên cái chiếc máy mới, cái màn hình 2 inch này nó đã to hơn rất là nhiều, nó hiển thị đẹp và mượt mắt hơn rất là nhiều. Mình rất là thích cái màn hình này, trong khi thì những cái nút function anh em có thể gắn là ba cái nút này, cũng như là nút on off, hoặc là cái nút still movie, hoặc là những cái nút dial phía bên này, các chế độ như MAPS rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Cái chiếc máy cũ thì nó cũng như vậy, nhưng mà cái phần design nó hơi cũ kỹ và mình thấy nó không được đẹp mắt bằng. Còn ở phía mặt sau thì về cơ bản nó cũng chỉ như vậy mà thôi. Điều mình muốn nói ở đây là cái màn hình 3 inch này bây giờ nó được làm chắc chắn hơn, nó được làm đẹp hơn, vẫn là những cái góc tiêu như vậy nha. Đó, anh em vẫn có thể mở ra giống như là cái chiếc máy cũ này, nhưng mà mình cảm thấy là cái chất lượng nhôm của nó được làm chắc chắn hơn và nó được làm đẹp hơn khá là nhiều. Trong khi ở phía mặt sau này vẫn là những cái nút menu joystick, nó y chang như vậy mà thôi, nó không có sự khác biệt quá nhiều. Cái nút Q vẫn nằm lồi lên và nằm phía một góc ở phía bên này. Về cơ bản thì mình chỉ muốn giới thiệu với anh em sơ qua về hai chiếc máy như thế này mà thôi. Cái chiếc máy này thì mình sẽ trả lại khách tên để bên khách tên tiếp tục chụp ảnh sản phẩm, những cái sản phẩm ví da, đồ da của khách tên. Còn mình sẽ thử cái chiếc GFX 100 Mark II này cùng với cái ống 55 mới của Fujifilm luôn. Một trong những cái ống mà mình rất là thích, 55F1.7, cái độ mở lớn nhất trong những chiếc lens GF của Fujifilm. Và mình sẽ thử cái combo này, mình đi chụp một số nơi, mình chụp ngoài đường, mình chụp trong studio để xem cái chất lượng ảnh của nó cho lại như thế nào. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.